Chiều 2 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp huyện, chủ tịch, cán bộ địa chính các xã thị trấn trên địa bàn. Hội nghị do đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện. Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo đúng thời gian, có chất lượng. Tại hội nghị đã có 4 ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề như điều kiện mua bán thuê đất, thế chấp đất và tài sản trên đất, quy trình cưỡng chế, điều kiện bồi thường đất ở, bố trí định cư, tái định cư, điều kiện miễn giảm tiền sử dụng đất, bổ sung một số cụm như tái định cư tại chỗ gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung một số cụm từ như hòa giải thương mại trong trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai, quy định rõ về giao đất có thu tiền, xem xét đối với những trường hợp thuê đất trồng cây lâm nghiệp, xem xét nhận quyền, hạn mức chuyển quyền đất nông nghiệp, quy định thời gian thu hồi đất, bố trí tái định cư. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời yêu cầu sau hội nghị, những địa phương nào chưa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cần khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường căn cứ vào những ý kiến của các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, tập trung tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện để kịp thời báo cáo tỉnh, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn quan tâm tránh tình trạng quản lý đất đai lỏng lẻo, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp và giao đất trái thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đất đai tại địa phương đơn vị. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị đạt hiệu quả.